Vâng, thưa quý vị, như vậy là chúng ta vừa trải qua kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Trong những ngày nghỉ lễ thì tình hình trật tự an toàn giao thông cơ bản ổn định. Và số liệu từ ngành chức năng cho thấy tổng số vụ vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh được phát hiện tăng 2%. Điều đáng mừng là số vụ tai nạn và số người chết vì tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, số vụ vi phạm tốc độ tăng 44,5%. Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay kéo dài 5 ngày, lưu lượng người và phương tiện đi lại tăng cao. Lực lượng chức năng của tỉnh Đắk Lắk cũng đã thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Huy động toàn bộ lực lượng giao thông cùng với việc là đề xuất tăng cường các lực lượng cảnh sát khác để tham gia công tác tuần tra kiểm soát và tập trung xử lý các cái vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông. Ghi nhận của phóng viên 24 giờ cùng DRT trong kỳ nghỉ lễ vừa qua trên các tuyến quốc lộ 26, 27 và đường Hồ Chí Minh, mặc dù số lượng phương tiện tham gia giao thông tăng nhưng trật tự an toàn giao thông vẫn được duy trì tốt. Ai rồi cũng có gia đình, nhưng mà mấy ngày lễ Tết này thì lực lượng cảnh sát giao thông là phải căng mình ra ứng trực 24/24 nhắc nhở và tuyên truyền những cái ý thức cho những cái người tham gia giao thông ở trên các cái tuyến đường là luôn luôn là chấp hành luật lệ an toàn giao thông. Qua thống kê của lực lượng cảnh sát giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ từ 27 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông làm chết 1 người, bị thương 2 người, hư hỏng 5 phương tiện. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện 1.209 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 460 phương tiện các loại, tước giấy phép lái xe đối với 206 trường hợp.